Cường được câu hỏi hậu phí sinh. Xin kính chào toàn thể anh chị em đam mê bốn câu cá. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em một lô cần nha anh em nhé. Đấy, một lô cần có bao gồm tất cả là 30 cây. Đấy, hàng kiện Nhật. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc gần mã số kèm số điện thoại bên dưới bình luận. Em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý giá em báo trên video thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship toàn quốc đối với ở cần sẽ là 40.000 trên một đơn. Đó, thì ở đây có tất cả những cái cây như thế này nha anh em nhé. Đó, isopen lớn này, isopen nhỏ này, cần lục này, cần Aikara có một cây này và cần tay nhé, nhé. Cần tay nóng ngắn có mấy cây. Đó. Đó, anh em chú ý nhá, cần cái nào thì liên hệ em. Đến với cả cây đầu tiên là một cái cần Daiwa. Đấy, là một cái cần Daiwa. Này là cái xước nha anh em nhé. Đấy, tổng thể thì nó có xước. Cây này là do Daiwa sản xuất. Đó, bên trên này nó còn rất là đẹp nha anh em nhé. Nó chỉ còn hơi xước như phần một ít phần gốc thôi. Cây này cây Daiwa Cross Carbon, cứng số 4, dài 5m4, dòng ISO khoen lớn. Đấy, Cross Carbon này, Dancer Energon by Daiwa này. Park Fuji tem vàng, khoen Fuji, cần này nguyên bản nha anh em nhé. Cần nguyên bản, khoen Fuji như thế này. Thì cái này thì nó xoắn X đến nóng thứ hai như thế này anh em nhé. Đấy, nó xoắn X để nóng thứ hai này. Đó, xoắn X là nóng thứ hai. Thì nóng ngọn thì nó cũng xoắn nhé anh em nhé. Đó, à, nó cũng Fuji luôn này. Đấy, Fuji. Mình, các nóng bên trong nó rất là đẹp, hơi xước ít ở một ít ở phần gốc thôi. Đấy, này xước ít này. Đây là xoắn X nha anh em nhé. Đấy, xoắn X. Đó, xoắn X. Đó, xoắn X. Xoắn X như thế này nha anh em nhé. Thì thông số cái cần này nó như sau. Đường kính gốc phi 23,5, đường kính ngọn 2.1mm, trọng lượng 400g. Cây này có mã số 1, giá là 1.700.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng NFT. Phần gốc của nó nha anh em nè, gốc này nó có một chút ít xước này. Đấy, gốc nó có xước này, tem vàng này nhá, tem vàng nội địa nhá. Thì pad nó được trang bị một cái pad Fuji tem vàng. Dòng này là cái dòng carbon custom, dài là 5.2m, tổng số nóng là 6, cứng số 4. Khoen nó được trang bị dàn khoen Fuji. Đấy, dàn khoen Fuji nhá anh em nhá. Fuji. Có cái carbon màu nước sơn màu mận quen Fuji. Đó, bên trong này có xước nha anh em nhé. Đấy, xước nha, xước carbon custom. Thì cái cần này có được thông số như sau: được gốc phi 25, được ngọn 1.8mm, trọng lượng 420g, mã số 02, giá 1.400.000. Cái số quen lớn nha em nhé, này là tên này. Tiếp theo là một cái cần của hãng Shimano. Đấy, Shimano High Power X, được số 5, dài 5.3m, pad là Fuji tem vàng. Đấy, cần của hãng Shimano nha em nhé, để tem vàng đây. Cây này nó có xước nhé. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji. Thì cây này có độ cứng số 5, dài 5.3m. Đấy, một dàn khoen Fuji nha anh em nhé. Nóng ngọn thì nó không xoắn nhá. Nóng ngọn không xoắn X này. Còn thứ hai không xoắn này. Zin của nó là như thế nhá anh em nhé. Bắt đầu xoắn X từ nóng thứ 3 trở đi nhá anh em nhé. Đấy, xoắn X này. Đấy, xoắn X từ nóng thứ 3 trở đi. Đấy, cái này ngoại hình là tầm khoảng cỡ 85 đến 90%, 85%. Thông số cái cần này như sau: cái cần này là một cây cần của Indonesia sản xuất, Indonesia xuất Nhật, đứng gốc phi 25, đứng ngọn 2.5mm, trọng lượng 400g, mã số 3, giá 1.700.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng NFT. Đấy,
tem vàng này anh em nhá, tem vàng nội địa nhá. Cái cần này thì nó chỉ bị hơi cái chề sơn này, này là sơn nhá, không phải ở bên trong nhá. Ô bên trong, cần này là cây cần cứng số 4, dài 5m2, có mã co đỏ vàng nhá anh em nhá. Cái part Fuji đời mới như thế này. Part Fuji đời mới. Thì nó được trang bị một dàn khoen Fuji 6. Đấy, Fuji 6 nha anh em nhá. Fuji 6. Thế nó cũng sắn từ nóng đây, con này nó có định vị nha anh em nhá. Con này nó có định vị khoen này, định vị nóng này. Định vị nóng này. Định vị khoen này. Đấy, khoen này. Xoắn này. Xoắn nổi gân luôn anh em nhá, không nổi ra, nổi gân phôi bông nhá. Định vị khoen và định vị nóng nha anh em nhá. Đây. Đấy, nóng này, cái này thì là cái vòng sắt này anh em nhé, còn cái khoen này của nó chạy xuống dưới cơ. Đấy, khoen này nó chạy xuống dưới này cơ, này, định vị này. Đó, định vị khoen này nó ở đây nha anh em nhé. Đó. Ui, nâng này. Toàn cây cần, toàn cần xịn nhưng mà tiếc là nó hơi cũ một chút. Thì thông số cái cần này như sau: đường kính gốc phi 25, đường kính gọn 2.1 mm, trọng lượng 350 g, mã số 04, giá 1.800.000 nha anh em nhé, 1.800.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Shimano. Đấy, cái này phần nóng ấy, nóng gốc này có thể zoom được nha anh em nhé. Đấy, zoom này, Shimano X Zoom. Đó, phần gốc này thì nó có hơi chảy xước một chút này. Đấy, chảy xước này. Tem vàng nội địa nha anh em nhé. Cái part của Fuji này, Fuji đời mới nha anh em nhé. Thì cái cần này nó là cây cần Shimano Fine Carbon X-Zoom, được cùng số 4, dài 5m3. Đấy. Thì cái này nó xoắn X toàn thân nha anh em nhé. Xoắn X toàn thân, nó được trang bị một dàn khoen Fuji 6 như thế này. Đấy, Fuji 6 như thế này nha anh em nhé. Fuji 6. Thì cái cần này nó xoắn X toàn thân này. Này, xoắn X hết này. Đó, xoắn X này. Cái đầu ano này của nó nhá, không biết là nó có bật hay không, nhưng mà người Nhật họ cuốn sẵn rồi anh em nhá. Đấy, người Nhật họ cuốn sẵn rồi, em cũng đã thử rồi nhá, nó rất là chắc. Anh em nào thích thì để nguyên, mà không thích thì có thể tháo ra. Đấy, em báo trước. Đấy, nó xoắn X như này. Đấy, xoắn X nha anh em nhá. Thì cái này thì nó có định vị khoen nhá, định vị nóng nha anh em nhá. Này, định vị nóng này, Golden Lun này. Định vị khoen này. Đấy, định vị khoen này. Nóng đi quen hết nha anh em nhé, xoắn X toàn thân. Ở phần gốc này thì phần nóng ngọn thứ hai thì nó có chắc là do tì vào chống cần nhiều thì nó có xước nha anh em nhé. Đây là định vị quen này, quen này pa này. Đấy, định vị quen, định vị nóng toàn diện hết. À, nóng ngọn thì nó không định vị. Đó. Thông số của cây cần này sẽ như sau: đường gốc phi 25, đường kính ngọn 2.2 mm, trọng lượng 400 g, mã số 5, giá 2.200.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. Daiwa nhá, Daiwa Carbon Whisker Direct Stabower, đường kính số 3, dài 5m3 ento. Đấy, 3 là 5m3 nha anh em nhá. Cái cần này thì đặt hình tầm khoảng 90%, phát Daiwa đời mới này. Phần phía gốc này nó còn khá là đẹp nha anh em nhá. Khá là đẹp Daiwa. Giờ nó được trang bị một dàn khoen Fuji 6. Đó. Ano xích mùi chè luôn anh em nhé. Tôi cầm số 3, dài 5m3 nguyên bản. Đấy, dàn khoen Fuji 6 này. Thì người Nhật họ chấm những cái định vị ở đây nha anh em nhé. Đây, chấm những cái định vị này. Đấy, có này. Đấy, cây này thì nó bắt đầu xoắn từ nóng thứ 3 trở đi nha anh em nhé. Đây, nó cũng chấm này. Đấy, xoắn từ nóng số 3 trở đi, xoắn như này. Đó, xoắn như này. Đó, xoắn rất là đẹp nhá. Phù hợp với cả anh em câu thẻo có dịch vụ, câu vược, cháp ngoài biển. Thì cường số 3, dài 5m3. Tem vàng đây anh em nhá. Ủa, đâu rồi? Cái tem của nó đâu rồi? Cái này thông số cho anh em nhé. Mất tem mất. Trọng lượng của cây cần này là 300 g.
đấy, 300 gram. Đừng ghi gốc phi 22. Đừng ghi ngọn 1.7 mm. Thì cây này có mã số là 6 nha em nhé, mã số 6 này em bán với giá là 1.800.000 carbon whisker, 1.800.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa, của hãng Shimano, một cây cần Shimano rất là đẹp nha anh em nhé, xoắn ích rất là gần guốc và nó hơi xước này, đấy, nó phi xước phần gốc này, đấy, xước phần gốc này anh em nhé, xước cái bẩn nhá. Shimano Tomorrow Tusker đây, nó được trang bị một cái pad là pad Fujitem vàng. Thì cây này nó khá là hiếm nha anh em nha, rất ít khi nó về. Cây này có độ cứng số 5, dài 5m4, tổng chiều dài là 5m4, tổng chiều nóng là 6, chiều dài thu gọn là 107cm, chất liệu là phai carbon do Shimano thiết kế sản xuất. Đấy, xoắn X như thế này này, được trang bị dàn khoen full xích nha anh em nha. Đấy, được trang bị dàn khoen full xích này, đèn xì, tất cả các khoen không bị nứt nẻ, nó có hơi ố màu nhưng mà nó không bị nứt nẻ gì đâu anh em nha. Đó, thì nóng ngọn của cây Shimano này nó không xoắn nha em nhá, bắt đầu xoắn từ nóng thứ hai trở đi. Đấy, xoắn thứ hai trở đi này, xoắn nổi gân như thế này nhá. Đó, xoắn này, xoắn nâu rất là nâu rồi. Thì có về một cây này, ngày trước em có về cũng ít thôi, nó không có nhiều đâu, cây này rất là hiếm. Số 5 chứ, 5 dài 5m4. Anh em công được cầu cần này, câu ổ bèo này, câu bềnh này, câu iso gành này, câu vượt này. Đấy, thì thông số của cái cần này như sau: đường gốc phi 25,5, đường kính ngọn 2.2 mm, trọng lượng 460 gram, đây là tem vàng của nó em nhé, 460 gram, mã số 7, giá 2.500.000. Đấy, 2.500.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, Daiwa anh em nhé, cần của hãng Daiwa này. Đấy, nó xoắn như thế này. Thì cây này nó bị mất cái thông số nha anh em nhá, những cái thông số, nhưng mà cây cần này nó cứng 3, dài 5m3. Nó được trang bị một dàn khoen full xích. Đấy, full xích. Thì nó các khoen của nó có ố nhá, anh em về chịu khó tẩy lại dùm em. Đó, khoen full xích. Thì cây này nó có, nó xoắn từ nóng 2 trở đi nha anh em nhá. Đấy, nó xoắn từ nóng 2 trở đi này. Đấy, xoắn này. Đó, xoắn. Xoắn X như thế này nha anh em nhá. Đây là nóng giáp gốc này. Đấy, nó có xước nhá. Đây là xước này. Đấy, xước nha anh em nhé. Xước, xước sơn 2K thôi, nó không xước vào trong phôi đâu. Nó được trang bị một giáp bát Fujitem vàng, nó bị mờ rồi. Cái keo này thì nó bị ố màu rồi anh em nhé, nó bị ố màu. Thì thông số cái cần này như sau: đường kính gốc phi 24, đường kính ngọn 1.5 mm, trọng lượng 350 gram. Cái cần này rất là ngon nha anh em nhé, rất là ngon. Mã số 8, giá 1.500.000. Tiếp theo một cây cần số 7. Cây cần số 7 này là một cây cần của hãng NFT. Đấy, rất là đẹp. NFT Pat Fuji tem vàng. Thì cây cần này có độ cứng 30, dài 3m60 ISO nhé em nhá, cứng 3, dài 3m6. Power Knob S-Fan, được trang bị một dàn khoen Fuji chân đen như thế này. Đấy, Fuji chân đen như thế này. Thì cây này nó định bị khoen, định bị nóng toàn diện hết đấy anh em nhá, xoắn lò xo toàn thân luôn. Đấy, xoắn lò xo tận ngọn luôn. Đấy, định vị khoen này. Đấy, đây là các định vị, các khoen định vị của nó nha anh em nhé. Guidance này, guidance này, đây là định vị nóng này. Đấy, xoắn hết như thế này nha anh em nhé. Còn khá đẹp, khoen một số khoen nó bị ố màu thôi, chứ nó không bị nứt nẻ gì nha anh em, về tẩy sửa lại. Đó. Thì thông số cây này như sau: được cái gốc phi 23, được cái ngọn 2.1 mm, trọng lượng 240 gram, mã số 9, giá 1.700.000. Số 3, cứng số 3, dài 36, khá là ok anh em nhá, cũng khá là hiếm. Tiếp theo là một cây cần dành để cho anh em câu đáy. Đấy, câu ngâm đáy. Câu ngâm đáy bằng máy điện đấy ạ. Đấy, thì nó được trang bị một dàn khoen Fuji xích biển nhá anh em nhá. Đấy, Fuji xích biển như thế này. Khoen Fuji xích biển này, những cái khoen này có ố nhá, anh em về tẩy lại nhá. Anh em về tẩy đi là hết. Đấy, cái ano của nó này, ano của nó khủng khiếp luôn. Khoen Fuji hết nha anh em nhá, Fuji xích hết, Fuji cầu hết như này. Cái này là ngọn carbon nhá, nhưng mà được sơn màu trắng đi nha anh em nhá, ngọn carbon. Đó. Này, tất cả cái đầu ngọn, nóng ngọn ngoài của nó nhá, cái nóng giáp gốc của nó được quấn thêm một lớp carbon nữa để chống nổ nha anh em nhá. Khoen này ba cầu như này.
xích để xịt. Thì cái này có độ cứng là 120, dài 3m60, cần của hãng Cosmos nội địa. 120 nha anh em nhá, rất là cứng. Đấy, câu đáy, câu mú này, 7 mú đáy này, rồi 7 hồng này, dành để cho anh em khi mà cái thuyền mà nó mạn nó cao ấy. Đấy, mạn nó cao mạn ấy, xong là bắt đầu anh em sò ra anh em đánh. Thì cái này có thông số như sau, đường kính gốc phi 26, đường kính ngọn 3,5mm, trọng lượng 550g, mã số 10, giá 1.800.000. 1.800.000 nha anh em nhé. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa, Daiwa Carbon Whisker. Đấy, Carbon Whisker xoắn X nha anh em nhé, xoắn X. Thì cây này như là có độ cứng 80 này, cái này thì nó bị hơi xước một ít này. Cái này có 80, dài 36 này, độ cứng dài 36 này. Chiều dài là 106cm này, nhân với 4 nóng này. Đấy, nó được trang bị một dàn khoen Fuji phản quang như thế này nha anh em nhé, Fuji phản quang nhé. Thì cái đầu ano này thì nó anh em có thể kẹp được cái phao sáng ấy, kẹp được cái phao sáng anh em mình vẫn câu đấy. Đấy, kẹp vào sau đó là anh em mình câu đó. Định khoen nhé anh em nhé, này định khoen này đó, định khoen này. Thì cái này thì nó là đọt nong phụng nha anh em nhé. Đấy, nó đọt nong phụng này. Đấy, nguyên zin của nó đây nha anh em này. Cái định vị nó còn trườn qua cả cái nòng ấy này. Đấy, nó đọt nong phụng nhá. Đây, bắt đầu xoắn X từ coi như là xoắn X từ nóng ngọn trở đi nhá anh em nhá. Đấy, nó có định vị nóng này, định vị khoen này. Đấy, xoắn X nha. Định vị khoen này. Tiếc là nó hơi bị xấu một chút. Này, cái này bẩn nhá anh em nhá. Đó, định vị khoen này. Đó, cái này là cán mút này, pad là pad Fuji tem vàng nha anh em nhá, cần nội địa, do nội địa sản xuất. Đây là cái tem vàng của nó này. Đây qua. Thông số cái gần này sẽ như sau. Đường kính gốc phi 24, trọng lượng 400g, đường kính ngọn 2.8mm, mã số 1, 11. Giá 1.800.000. Tiếp theo là một cái cần ISO quen nhỏ. Thì cây này nó còn khá là đẹp nha anh em nhá. Đấy. Đẹp này. Và quay hình tầm khoảng 90%, nó xoắn X nhưng mà xoắn X tất cả này. Đây anh em nhìn này, cái lớp sơn này nó cũng nhìn đấy, nó xoắn xoắn này nhưng mà nó tất cả nó đều sơn hết rồi anh em nhé, cần của Nhật như thế. Cây cần này nó là cây cần đọt 1.5 dài 5m3, Make in Japan, part do hãng Daiwa sản xuất. Thì khoen nó được trang bị một dàn khoen Fuji Six nha anh em nhé, tất cả đều là khoen Fuji Six. Có bẩn anh em về lau dọn nhé. Thì cây này có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen bao gồm cả đầu bu. Đấy, đây là 4 khoen ngọn này. Đấy, 4 khoen ngọn này. Đấy, 4 khoen ngọn. Cái này zin nhá anh em nhá, nguyên bản. Bên trong này còn khá là đẹp, phù hợp với cả anh em câu cháp, câu chép. Đấy, cháp, chép. Cháp này, cái cháp biển đấy. Mình đã chuyên dùng cái này để câu cháp. Cái này nó có công nghệ HX rồi anh em nhé, HX Make in Japan này, kèm vàng này. Đó. Thì thông số cái cần này sẽ như sau. Đường kính gốc phi 20, đường kính ngọn 1mm, trọng lượng là 200g, mã số 12. Đấy, mã số 12 giá 1.200.000. Tiếp theo cũng là một cây cần ISO quen nhỏ của hãng Daiwa. Đấy. Cây này nó còn khá là đẹp nha anh em nhé. Nó cũng như cây kia, đặt ngoại hình tầm khoảng 90 cho đến 93%. Cây này có độ cứng số 1, dài 5m3, xoắn X hết như thế này nha anh em nhá, xoắn X này. Đấy, nó xoắn hai nòng gốc nha anh em nhá, xoắn hai nòng gốc, còn nóng trên thì nó không xoắn nhá, nguyên zin nó như thế. Thì cái cần này là có đơn sản xuất là Nhật sản xuất. Đấy, model là HS tem vàng này. Part của Daiwa sản xuất luôn. Đó, Daiwa. Thì cái này được trang bị dàn khoen Fuji nha anh em nhá. Đấy, dàn khoen Fuji như thế này. Fuji. Một khoen này thì nó có hơi lỗ một chút nha anh em nhé. Đấy, khoen này hơi lỗ một chút này. Anh em cần thì em có thể thay luôn cho anh em. Không thích thì để nguyên như thế. Đó, cái này còn khá là đẹp. 1.5m3 mà một mà nó cứng như kiểu hai của Daiwa, hai của Shimano. Thì thông số cái cần này như sau, đường gốc phi 21, đường kính ngọn 1.2mm, trọng lượng 200g, mã số 13. Thì nó một cái khoen kia nó hơi bị ấy tí thì em bán rẻ này cho anh em thêm 100.000 nha, là 1.100.000 nha anh em nhé, 1.100.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Misty.
Đấy, Target, Missy Target, độ cứng 1.5, dài 5m3, cần này cũng là cần ISO quen nhỏ nha anh em nhé. Cây này còn rất là mới, mới tầm khoảng 95%. Thì nó được trang bị khoen pad Fuji. Đấy, khoen pad Fuji. Khoen Fuji nha anh em nhé. Và tất cả là 2, 4, 6, 8, 9 khoen mồm cái đầu bu. Nguyên zin nữa như thế nha em nhé. Cần này nguyên zin luôn. Còn rất là mới. Đấy, bên trong nó chỉ có một số vết xước thôi. Cái này là một xước mong mẻo như thế này. Đấy. Nói chung là cái này đặt ngoài hình tầm khoảng 90%. 90%. Kính 1.5, dài 5m3. Thông số cái cần này nghĩ như sau. Đường kính gốc phi 22.5, kính ngọn 1.2mm. Trọng lượng 240g, mã số 14, giá 700.000. 700.000 nha anh em nhé. Quá rẻ một cây cần nội địa. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. Thì cái cần này một cây cần Daiwa đời mới nha anh em nhá. Cái pad như này, cái pad cái dòng này chỉ dòng Daiwa Tournament mới có này. Next Sniper này, pad Snapper. Thì cái cần này là cây cần Daiwa Cresta, độ cứng 1.5, dài 5m3, mã co này. Made in Thái Lan. Thì cần sản xuất cho thị trường Nhật dùng nha anh em nhá. Đó, Dance by Daiwa Cresta. Thì cái cần này đặt ngoại hình tầm khoảng 90% nha anh em nhé. V-Zone này có công nghệ không gốc chết V-Zone này. HVF này, công nghệ HVF là High Volume Fiber, là công nghệ carbon mật độ cao. Thì nó được trang bị một dàn khoen Fuji 6 như thế này nha anh em nhé. Thì cái này nó có định vị khoen toàn diện nha anh em nhé. Đấy, định vị khoen nhé. Định vị khoen này thì có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen bao gồm cái đầu bu. Đấy, định vị đi bị nóng nhá. Đi bị khoen này. Thì cây này cũng đạt ngoại hình 90%. Đấy, định khoen này. Định bị khoen định bị nóng toàn diện cái đề pa to để anh em thoát dây hơn này. Đấy, đề pa to này, đề pa của cần đi quen chung. Nguyên zin là như thế nha anh em nhá. Thì cái này có thông số như sau. Đường kính gốc phi 19.5, đường kính ngọn 1mm, trọng lượng 180g, mã số 15, giá 2.100.000. 2.100.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Suzumi. Đấy, nó được trang bị một cái pad Fuji Starnet như thế này nhá. Nhưng mà nó hơi bong keo này. Đấy, hơi bong keo. Kệ nó chả được gì cả. Mấy lớp keo cơ. Cái cần xịn nó mới đi mấy lớp keo anh em nhá. Pad Fuji Starnet. Thì cái này là cây Suzumi Power 4. Độ cứng 1, dài 4m rưỡi. Tem vàng này, tem này. Đó. Tem vàng anh em nhá. Được trang bị một dàn khoen Fuji như thế này. Quen Fuji, Pat Fuji, Starnet. Nó có hơi xước đây nha anh em nhé. Nhưng mà với cái giá mà 450.000 thì chả tìm được cây nào nó ngon hơn được cây này nữa. Chất liệu là carbon nha anh em nhé, hai carbon này, Suzumi này. Thông số cái cần này như sau. Đường kính gốc nhá, đường gốc phi 15, trọng lượng 150g, đường kính ngọn 1.2mm, mã số 16, giá 600.000. Tiếp theo là một cái cần nội địa, cái này còn khá là mới nha anh em nhé, khá là mới và đẹp, rất là mới, đặt ngoại hình tầm khoảng 90-95%, độ cứng số 2, dài 5m4, X-size này, tem này. Đó. Thì nó được trang bị một dàn khoen Fuji, Fuji Pad Fuji. Cái này còn rất là mới nhá anh em nhá. Rất là mới. Ở phần này được có dính một ít keo này, chả biết là keo của cái gì nhưng mà cạo này nó đi nhá anh em nhá. Này, cạo đi luôn này. Anh em cứ thoải mái mà ấy, nhìn nó mảnh mảnh mai thế thôi nhưng mà thực ra nó khó nó khó bị làm hỏng lắm. Anh em câu ISO biết rồi, để mà gãy được một cây ISO rất là khó. Từ khi anh em giật sốc là chịu, giật sốc là bó tay, nhưng mà khi mà anh em dòng cá thì anh em dòng cá 15, 16 cân vô tư nha. Đây này em nói thật, em chưa kể thật nhé, không phải em nói phét đâu. Anh em nào thích độ em bảo em dẫn đi em dòng chấm đen 15, 16 cân cho mà xem. Đấy, Pat Fuji. Thì thông số cây này như sau, trọng lượng 10, đường kính gốc phi 19.5, ngọn 1.2mm, trọng lượng 260g, mã số 17, giá 700.000.
Tiếp theo là một cái cần của hãng NFT. Cây cần này là cây NFT Polonop Sven, được đứng số 1, dài 48, có mã co đây anh em nhá. Cây này là cây cần do Nhật sản xuất. Đấy, kem vàng này. Đó, NFT. Thì cây cần này nó có độ mới tầm khoảng 90% nha anh em nhá. Thì nó được trang bị một dàn khoen Fuji 6, có tất cả bao gồm 2, 4, 6, 8, 10 khoen, bao gồm cái đầu bu dài 4m8, độ cứng số 1. Đây là khoen của nó nha anh em nhé. Thì cây này thì nó ngon hơn những cái dòng mà bầu nốt ấy bình thường. Có điều là anh em nhìn ấy, nó không được đẹp cái là cái những cái vân nổi gân này này, người ta sơn hết đi rồi. Đấy, người ta sơn hết màu đi rồi, nó chỉ để nổi những cái phần khi mà anh em rờ thấy này. Đấy, nổi gân này. Đó. Cái cần này ngon hơn cây Power Nốt bình thường rất là nhiều. Riêng dàn em không phải tính phôi mà tính dàn khoen nó đã hơn rồi, dàn khoen Fuji 6 nó đã hơn rồi. Đấy. Thì thông số cái cần này như sẽ như sau. Đường kính gốc phi 20, trọng lượng 170g. Đường kính ngọn 1.1mm, mã số 18, giá 1.500.000. Tiếp theo là một cây cần cũng của NFT luôn. Thì cái gốc này thì nó hơi bị ấy nha anh em nhá. Đấy, chặt lắm. Vẫn là được nhưng mà chặt lắm. NFT nha anh em nhá, cần của hãng NFT. Thì cái cần này là cây Power Loop, dài độ cứng số 1, dài 5m4, pad Fuji tem vàng. Đấy. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji như thế này. Vẫn là như kiểu các dòng cần của NFT thôi, nóng ngọn 1 và nóng thứ 2 thì nó không xoắn như cây kia cũng thế. Bắt đầu xoắn từ nóng thứ 3 trở đi nha anh em nhá. Nóng thứ 3 trở đi. Đấy, xoắn này. Bằng khá đẹp. Đấy. Cái này nó không ngon bằng cây con nốt Advent kia đâu. Bát Fuji tem vàng. Thì cái cần này có thông số như sau, đường gốc phi 20, trọng lượng 200g, đường kính ngọn 1.1mm. Mã số 18, giá 1.200.000 NFT nha em nhá, 1.200.000. Tiếp theo là một cái cần sút, một cái cần để dành cho em đánh nục đầu cần này, nục bềnh này, đánh mặt bãi này. Thì cây này là cây Shimano Sudider FV 450EX-T. Cây cần này do Indonesia sản xuất nha anh em nhá, Indonesia xuất Nhật. Thì nó còn nguyên zin ở Nhật về, chưa hạ gá máy, nó có những cái vết xước, đây là xước nha anh em nhá. Đấy, xước này, chứ không phải ấy đâu. Đấy, xước này. Cây cần này có chiều dài là 4m50, độ cứng là EX-T, cần Shimano. Có xước như thế này. Cây cần nục của hãng Shimano bán với giá 2 triệu. Quá rẻ. Ông trang bị một dàn khoen Fuji nha anh em nhá, có tất cả 2, 4, 6 khoen. Thì cái cần này là khoen Fuji này, cái này là định vị nóng nha anh em nhá. Đây cái này là định vị khoen này. Đây là cái định vị khoen này. Đây nó cũng định vị khoen này. Đấy, khoen này. Đấy. Có xước nha anh em nhá, tổng thể ngoại hình là được tầm khoảng 85%. Pad là pad Fuji Starnet như thế này. Đấy, Pat Fuji Starnet nha anh em nhé. XT. Thì thông số cái cần này như sau. Đường kính gốc là phi 23, đường kính ngọn 2.3mm, trọng lượng 400g, mã số 20, giá 2 triệu tròn nha anh em nhé, 2 triệu tròn. Tiếp theo là cái cần khá là hiếm. Đấy, thì cái keo này nó bị bong ấy. Thì em đã số pat rồi anh em nhé. Em đã số pat luôn cho anh em rồi nha. Này, cái pat này bị bong này. Thì cái cần này với cả thông số như này thì nó rất là hiếm. Đấy, đây là một cái cần sút nhá. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji, chất liệu là carbon. Đấy, Fuji, cái này còn khá là mới. Đấy, là ngoại hình tầm khoảng 90-93%. Em vàng đây. Em hạ gá máy luôn rồi anh em nhá. Hạ gá máy luôn rồi. Phần này nó phần cầm bút cầm khá là êm. Em hạ từ đây lên là 26 nhá. Đấy, từ gốc lên là 26. Phù hợp với cả anh em đánh bành, đánh đầu cần 36 cứng tương đương với GXT hoặc là 20 của Daiwa, còn GXT của Shimano nha anh em nhá. Marine Asnot Sud 2. Đấy. Thì thông số cái cần này nó sẽ như sau. Đường kính gốc là phi 20, đường kính ngọn 2.2mm, trọng lượng 250g, mã số 21, giá 1.200.000. Tiếp theo là một cái cần nua. Đấy, một cái cần nua của hãng Tucker Enjoy Mastin Carbon Rose, dài 1m8, độ cứng M nha anh em nhá.
thì thông số tải dây của nó là tải dây từ 8 đến 20 dB. Thì cây này nó không đánh thông số nua nhưng mà cây này sẽ nua mắc được 21 gram nha anh em nhá. Đồ cứng mờ dành cho anh em câu nóc, câu chẽm. Đấy, pad Fuji này, Fuji US Pad Japan. Cái này là phần này cần mút, cầm như thế này nha anh em nhá. Đấy. Rất là ok. Xem nào quen. Em chờ em chút. Đây là một dàn quen Fuji 12 nha anh em nhá. Fuji 12 này. Nó có số 12 này. Nhưng mà cái chữ Fuji của nó ở nằm đây cơ. Đây, nằm đây này. Đấy. Đây Fuji này. Đấy, alo Fuji này. Nào nhìn cái alo thì nó rõ, còn nhìn cái quen thì nó hơi khó nhìn một chút, nó bé quá. Quen bé tím con nhá. Đây này Fuji này. Đấy, anh em nhìn có thể nờ mờ Fuji này. Đấy, Fuji nha anh em nhá, quen pad Fuji. Đấy, thì thông số cái này như sau, trọng lượng là 100 g. Đường kính gọn 2 mm, quen pad Fuji. Đường kính trọng lượng 100 g, đường kính gọn 2. Đường kính gọn 2 mm, dài 1m8. Mã số 22. Đúng không nhỉ? Đúng 22 anh nhỉ. Rồi, mã 22 giá 550.000 nha anh em nhá. 22 là 550.000, cứng em mở khó tìm phết đấy. Tiếp theo là một cây cần khoen sắt như thế này nha anh em nhá. Khoen sắt như này nó còn khá là mới. Phần này dạng như ở cần nút rút ấy. Đấy, nút rút dành để cho em câu vặt, tập câu. Đấy. Con này thì nó có chiều dài là 24 Android spin. Đính ngọn 2.3 mm, trọng lượng 170 g, mã số 23 giá 300.000 nha anh em nhá. Nó được trang bị dàn khoen sắt như thế này. Đấy, sắt nóng sứ nha anh em nhá. Bên trong còn khá là mới và đẹp, chất liệu carbon nhá, không phải là fit đâu, carbon đấy. Và một cái nữa là anh em muốn biết carbon hay không ấy, tháo cái nắp đít này ra này. Đấy, tháo nắp đít này nhìn này. Đấy, carbon nó đen xì xì này. Đấy, carbon đen xì xì nhá. Đừng như một anh ở ngoài Hải Dương nhá. Ông ấy cũng mua một cái gần 450.000. Ông ấy về ông lấy cái đồng hồ đo điện này, ông ấy đo ở đây. Thì cái nắp đít này chặt mà nó không vặn ra được. Ông ấy đo ở đây, ông ấy bảo là đếch phải cần carbon, nó có đếch dẫn điện, đếch phải cần carbon. Đúng em quỳ luôn. Đấy, mở cái nắp đít này ra, đo thì đo ở đây này, nhìn thì nhìn ở đây. Đấy, 300.000 nha anh em nhá. 300.000. Tiếp theo, thì cái này thì nó có biết cái ông Nhật nào ông ấy sơn cái này, nó sơn đi anh em ạ. Vẫn cậy được này. Nó sơn đi, nó sơn cái màu rất là bẩn thỉu. Pad Fuji, quen Fuji. Fuji, quen Fuji. Thì cây chân này có chiều dài là 3 m nha anh em nhá. 3 m, quen Fuji, pad Fuji nó xấu. Chung là gọi cho cây này nó xấu. Đấy, xấu. Dài 3 m đi xuống quen lớn nha anh em nhá. Nó cứng tương đương với tầm cỡ khoảng số 3, cứng số 3 dài 3 m. Thì có trọng cây cần này có đường kính gốc là phi 20, trọng lượng 170 g. Cái này thì anh em lưu ý nhá, cái này tẩy được nhá. Anh em về lấy acetone tẩy được nhá. Cái này là nó sơn cái kiểu lấy chổi nó quét đi, chả biết nó quét đi nó để làm gì, ngu thật. Trong đó 170 g, đường kính ngọn 1.7 mm, mã số 24 giá 400.000. Dàn khoen không cũng đủ 400.000. Tiếp theo là một cái cần tay nóng ngắn có mã số là 25. Đấy, 25 nha anh em nhá. 25. 12 nóng, thu gọn 55 cm, dài 54, cứng 2H. Nói rõ là những cái cần nóng ngắn này nó chỉ cứng từ 2 đến 2.5H, 3H là quá thể nắm rồi anh em nhá. Đấy, còn nguyên zin này. Nguyên zin nhá. Đó, bên trong này còn khá là đẹp. Cái cần này có ngoại hình đạt tầm khoảng 90 đến 93%. Đấy, các nóng còn nguyên zin, không dập nứt gì hết. Đây này có hơi xước một chút này. Đấy, hơi xước này. Không có nắp nha anh em nhá, không có nắp, không có bao. Phần cán này tất cả đều bằng carbon hết, sơn nhám đi cầm rất là chắc chắn, tem vàng nội địa này. Thì thông số cái cần này như sau. Cái cần này là một cây cần của hãng Casting. Chỉ đường kính gốc là phi 23.5, đường kính ngọn 0.8 mm, trọng lượng 180 g, mã số 25 giá 700.000 nha anh em nhé.
Tiếp theo là một cây cần cũng cần nội địa luôn, chả biết là cái quả cái hãng nào nó đánh ghi số ấy. Đánh mỗi như thế này, đây tem vàng này, phần này nó phun carbon nhá, bẩn anh em về tự tẩy nhá. Cây này nó cũng như thế, nó chỉ cứng tỡ tầm khoảng 2 đến 2.5 h thôi. Đấy, nó có cái đầu bu Ano 360 zin như thế này nha anh em, đấy zin của nó này 360 nhá. Thì cái cần này nó có chiều dài là 5m4, cứng khoảng 2 h, thì phù hợp với cả anh em câu suối. Đấy, cho nó còn rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Thì thông số cái cần này sẽ như sau: đường gốc phi 21, đường kính ngọn 0.8mm, trọng lượng 100g, mã số 26, giá 700.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa, Daiwa Seiko này. Thì cái này nó là cái để anh em câu vặt thôi nhá, câu vặt thanh lý, thanh lý coi như thanh lý một cây Daiwa bình thường tay. Đấy, đây là các nóng của nó, tất cả các nóng đều không dập nứt nha anh em nhé, chỉ có xước thôi. Đấy, carbon này anh em mua giá 450.000 thì bằng một cái cần tàu, lấy đâu ra một cây cần Daiwa như thế này, chỉ có đồ bãi. Bãi nó phải phục vụ cái trải nghiệm của anh em. Cái nắp của nó làm khá ngon nhé, Seiko carbon này, carbon. Cái nắp của nó này làm rất là xịn sò. Cây này là cây cần có mã 27, đường kính gốc phi 14, đường kính ngọn 0.8, trọng lượng 90g, dài 4m, mã số 27, giá 450.000. Tiếp theo là một cây cần cũng cần nội địa, cần carbon rose, dài 5m4. Đây, tem vàng của nó nha anh em nhé, tem vàng nhé. Đấy, carbon sensi sensoi grip zin luôn nha anh em nhé. Nguyên cái đầu cước của người Nhật họ vẫn đang câu. Thì những cây này dành để em câu cá suối nhá. Đấy, câu cá suối Lạng Sơn, Yên Bái, Mộc Châu, Sơn La đấy, các anh em hay dùng đó. Thì thông số cái cần này như thế sau: chiều dài 5m4, cứng 2h, đường kính gốc phi 21, chỗ này to nhất là 21 anh em, bằng ngón cái này, ngón cái của em này. Đường kính ngọn 0.8mm, trọng lượng 110g, mã số 28, giá 700.000. Tiếp theo là một cây cần chả biết thì cái quả cái hãng nào đấy. Nó như là cái cần này là một cây cần tay mà họ dựng lên rồi, có chiều dài là 4m2, phát của Daiwa này, chả biết có cần của Daiwa không, chả thấy nấp ở đây trong này như là quả Daiwa. Đấy, nó được trang bị dàn khoen Fuji như thế này nha anh em nhé. Đấy, Fuji. Đấy, rất là đẹp, bên trong phần bên trong rất là đẹp, rất cứng nha anh em nhé. Cái này nó phải cứng cỡ tầm khoảng số 3 ISO bình thường, dài 4m2, rất là cứng. Đấy, tìm một cây cần thu gọn như này rất là hiếm, ISO khoan nhỏ thu gọn. Cái này thì thu gọn 60cm thôi. Đấy, 60cm thôi. Người ta độ dàn khoen này cũng mất khớ tiền đấy. Đường gốc phi 22, đứng ngọn 1.3mm, trọng lượng 200g, mã số 29, giá là 1.200.000. Tiếp theo là một cái cần Aikada, cái cần cuối cùng. Thì cái cần này là cây cần của hãng Daiwa nha em nhé, Daiwa CVK Power Med. Thì cái phần gốc này nó có bẩn này, cái này cũng có bẩn này. Anh em về thì tẩy qua nó đi nhá, phát do Daiwa luôn, phát do Daiwa sản xuất. Aikada Sasoi Sen dài 1m8. Thì cái cần này có mã số 30, giá 1.500.000 nha em nhé. Nó trang bị dàn khoen Fuji này, nguyên zin từ A đến Z nhá. Đây là cái đọt của nó. Hôm nào còn có một thánh nữa là cần Aikada khúc thì anh em có phải là phải rút ra như thế này không? Rút đọt ra như thế này không? Sau đó anh em mới cắm vào không? Một thánh ở ngoài Hải Phòng thì thánh mua một cây Gamakatsu. Thì thánh đi điện cho em, thánh bảo là ơ chú gửi anh đặt cần khúc, Aikada khúc mà chú lại gửi cho anh cần rút. Mà thôi mình chết rồi. Thế là thằng chủ là thằng chịu hết, vừa mất tiền ship này, vừa hỏng luôn cái cần.
ông rút ra một phát hỏng hết dàn khoèn luôn. Chán luôn. Đủ dài nha anh em nhá, 1.500.000. Bán hàng như bọn em thi thoảng gặp những pha khó đỡ lắm anh em ạ. Rồi, hết 30 cần nhá. Anh em cần cái nào thì có thể liên hệ em nhá. Chào anh em, chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.